Một nhóm thiện nguyện viên của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã đi vào tận rốn lũ của miền Trung để thăm hỏi cứu trợ đồng bào, nơi dừng chân đầu tiên là giáo xứ Thịnh Lạc thuộc xã Gia Phổ, Hương Khê, Hà Tĩnh. Đây là một trong những giáo xứ thuộc vùng sâu, vùng xa, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hai cơn lũ vừa qua. Do bị ngập sâu, cầu treo bị cuốn, đường xá khó đi nên ít đoàn đến được. Giáo xứ Thịnh Lạc có ba họ gồm Lạc Thượng, Lạc Trung và Lạc Hạ, nơi cao nhất là Lạc Thượng bị tàn phá nhanh nhất và dữ dội nhất, nhưng Lạc Hạ lại là nơi bà con chịu đựng khổ cực nhất vì đó là vùng nước thấp, mọi thứ bị ngâm nước lâu dài. Tuy nhiên, thiệt hại này lại là do nhà máy thủy điện Hố Hô bất ngờ xả đập nước ngay trong cơn lũ. Giáo xứ Thịnh Lạc thì cha Joseph Phan Đình Trung là người trực tiếp ở đó cho chúng tôi biết như thế này. Đây không phải là cơn lũ duy nhất trong năm nay, và đây là cơn lũ thứ ba rồi. Và Ngài nói rằng hoàn toàn cơn lũ này là do nhân tai gây ra, chứ không phải là thiên tai. Và như chúng ta biết và Ngài chia sẻ, tại vùng này nếu mà có mưa diễn ra trong một ngày một đêm thì bà con cũng không ngập lụt như vậy. Và nguyên do chính là do thủy điện Hố Hô đã xả đập một cách bất ngờ và không báo trước cho bà con. Chúng mình lụt chồng chồng mới đang đợi, chúng mình nắm đi cái này là nước lên nhanh rồi nè. Vì là do cái lượng mưa cũng lớn mà lại vừa cả xả đập á, cái đập làm hồ điện á. Anh thế là thì anh cũng khi xả cái lên bắt đầu hôm giờ cái lượng mưa cao nữa rồi xả cái này lên về cháy kịp. Thì xả thì bảo họ có bảo cho bảo khi bắt đầu nước lên thì báo. Lúc nhóm thiện nguyện viên của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đến thì nước đã rút bớt, song phương tiện di chuyển duy nhất của người dân cũng như các đoàn cứu trợ trong những ngày này vẫn là thuyền. Nước sạch, mì tôm, đồ ăn được chuyển đến từng gia đình một cách khó khăn. Nhiều gia đình cho biết nếu thời tiết tiếp tục mưa gió thì họ sẽ hết thức ăn trong vài ngày tới. Bà con nơi đây kể hôm đó mưa quá lớn, khoảng 2 giờ sáng nước đã lên cao và người dân đánh kẽn gọi nhau chạy lũ trong mưa gió. Đến sáng thì mới biết sở dĩ nước lũ lên đột ngột là do nhà máy thủy điện Hố Hô bất ngờ xả đập vào nửa đêm, khiến người dân trở tay không kịp. Chứ năm nào thì nơi đây cũng gặp mưa bão, nhưng đâu bao giờ bị ngập lụt thiệt hại nặng nề như lần này. Phía nhà máy thủy điện thì cho rằng việc xả lũ này là đúng quy trình. Nhà thì chủ yếu thì con thì bị lụt thì xấu, nhưng mà cha thì thiệt là chỉ vươn thôi. Những hình ảnh này có lẽ sẽ vẫn còn bắt gặp dài dài ở nhiều vùng đất trên dải đất hình chữ S này, khi mà đang có tới 6.500 hồ đập thủy lợi, thủy điện lớn nhỏ với hơn 65 tỷ mét khối nước treo trên thượng nguồn. Vùng quê này rồi cũng sẽ trở lại như những ngày bình lặng trước đó, song quả bơm nước của thủy điện Hố Hô vẫn lơ lửng sẵn sàng trút xuống đầu người dân bất kỳ lúc nào. Hoàn toàn không quá lời khi nói rằng ở Việt Nam người ta sản xuất điện từ mạng sống của người nghèo. Chúng tôi tường trình cho SBTN từ Hương Khê, Hà Tĩnh.